Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những hình trực tiếp tại sân bóng Việt Kít. Và đây là trận đấu của hai đội trẻ đến từ đội bóng Chống Đồng Việt và FC Anh Em 36. Đội trẻ của Chống Đồng Việt họ sẽ ra sân với bộ trang phục toàn xanh, trong khi đó thì Anh Em 36 họ sẽ vẫn ra sân với bộ trang phục áo đỏ quần đen. Và sau đây là những cái tên ra sân chính thức bên phía đội bóng Chống Đồng Việt: Đình Hiếu mang số 9, số 97 Ngọc Vượng, số 91 Huy Mạnh, số 100 Đình Hà, số 28 Văn Đạt, số 15 Anh Vũ, số 78 Thanh Hà, số 92 Hữu Dũng. Đây sẽ là cơ hội được dành cho Chống Đồng Việt. Dứt điểm. Tình huống ra chân khá sớm của tiền vệ bên phía đội bóng áo xanh. Bóng đi với lực rất mạnh. Thì chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng hai đội bóng trẻ của hai đội. Cơ hội rất bất ngờ đã có bàn thắng rất nhanh ở phút thứ hai dành cho đội bóng Chống Đồng Việt. Một tình huống bất cần của hậu vệ bên phía Anh Em 36 đã bị trừng phạt. Cầu thủ ghi bàn đó là Đình Hà, cầu thủ mặc một số áo rất lớn, số áo 100. Khá hợp lý. Dứt điểm. Vẫn sẽ có đá phạt góc được dành cho đội bóng đỏ. Dứt điểm. Tình huống đá phạt góc tốt. Và người dứt điểm cũng rất hay nữa. Đường chuyền. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm trượt chân của cầu thủ bên phía Chống Đồng Việt. Đường chuyền của Đình Hà là khá tốt. Dứt điểm. Tình huống chơi bóng lan xả của hậu vệ mang áo số 91 bên phía Chống Đồng Việt. Đó là Huy Mạnh. Đã có bàn thắng được dành cho đội bóng đỏ. Một tình huống rất xuất sắc của cầu thủ mang áo số 91 bên phía Anh Em 36. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là Đức Tâm. Không ai theo kèm và một tình huống dứt điểm với vị trí rất thoải mái dành cho Đức Tâm. Đình Hà không được. Bóng đá nhả ra, tuy nhiên tình huống lao vào của số 9 bên phía cầu thủ Chống Đồng Việt là không kịp thời. Đánh đầu. Đánh biển Quang Huy. Chính xác đó là Trường Huy. Trường Huy. Đánh đầu. Tình huống phối hợp đá phạt góc khá tốt được dành cho đội bóng Anh Em 36. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống vừa rồi. Khá nguy hiểm. Tình huống bằng da của Thanh Tùng là không tốt. Đình Hà. Dứt điểm. Bóng đi với lực hơi nhẹ. Tình huống ra chân của Huy Mạnh là thực sự không thành công. Được chuyền không được. Đây sẽ là cơ hội ghi bàn được dành cho Anh Em 36 nếu như họ tận dụng tốt. Dứt điểm. Mai Nhị. Đánh đầu. Tình huống thoát đi là khá tốt. Mạnh Hùng. Đường chuyền không thành công. Quốc Đạt. Tình huống dứt điểm tinh tế của số 96 bên phía Anh Em 36. Phối hợp. Trần Huy. Rất đáng tiếc. Một tình huống phối hợp bài bản của cầu thủ bên phía Anh Em 36. Người khởi đầu và người kết thúc. Đình Hà. Khá tốt. Vẫn là đá phạt được dành cho Chống Đồng Việt. Dứt điểm. Tình huống phối hợp đá phạt rất tốt được dành cho Chống Đồng Việt. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống thoát đi là rất tốt. Vẫn là Quốc Đạt. Trường Huy. Tình huống ra chân rất nhanh của số 7 bên phía đội bóng đỏ. Và như vậy trọng tài đã nổ còi kết thúc trận đấu giao hữu của hai đội trẻ Chống Đồng Việt và Anh Em 36. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.